Những đức thấy cái cuộc đời này bây giờ, một là gì? Người ta có khi lỡ dạy cái bầu bì cái người ta bị bỏ rơi khổ đau, lang thang khổ à. Bây giờ mình xây một khu để nuôi bầu đi. Ừ. Tại vì Đức nghĩ rằng những người mang bầu mà bị bỏ rơi thì sau này đẻ ra là tệ nạn xã hội. Thường là đẻ ra con bị tiêu cực, mẹ buồn quá nên đẻ con ra con sau này hung bạo, và không ai dạy nó đàng hoàng nên nó sẽ là những phần tử hư của cuộc đời này, làm ảnh hưởng đất nước chúng ta lớn. Tại sao chúng ta không nghĩ đến họ một chút? Bây giờ mình nói trời ơi, dùng cái thứ hư thân mắc nết đó mà đem về nuôi chi? Không đâu quý vị. Có những cái trong tình cảm quý vị khó vượt qua cái ái tình lắm. Chúng ta nếu nằm vào vai trò đó mình sẽ biết. Có khi mình biết đó là sự mù quáng, nhưng mà trong ái tình có người ta thường dại khờ. Dù biết nó là không đúng nhưng mà nó khó vượt qua nên mới nói là cái nghiệp, nên mới nói là ô nhiễm. Chứ nếu như ai cũng vượt qua thì nói làm chi nữa. Nên từ nơi đó mà hiểu được nguyên lý này thì mình sẽ biết thương người ta khi gặp những cảnh ngộ như vậy. Hiểu không? Thật sự luôn. Mình không nằm vào vai trò người ta mình đâu có biết. Nếu như mình là một người phụ nữ mà gặp một chàng trai nói chuyện quá ngon ngọt, mình có vượt qua được ái tình đó không? Có những lúc mình cũng không vượt qua nổi. Nó rồi nó lọ mọ hoài sao mình chịu nổi? Vì nghĩ đi, nếu mình nằm vào vai trò đó mình sẽ biết liền cái gì đâu. Nó còn mình gặp một người nữ quá đẹp mà nó nói chuyện ngọt dịu, nó cứ chọc kẹo mình hoài, mình có vượt qua được hay không? Cuộc đời con người thì mới nói là phàm phu. Đã là phàm phu mà, hiểu không? Nên làm được những cái việc đó là gánh vác cho xã hội mình, đỡ đi tệ nạn xã hội sau này. Nhưng mà Nhân Đức làm là có cách. Có cách. Thí dụ như mấy bà bầu vô, Nhân Đức sẽ dạy mấy bà về tư tưởng, giúp cho mấy bà lo lắng cho mấy bà đàng hoàng. Để làm chi? Để sau này sanh con ra lấy mấy bà để làm gì? Nuôi trẻ mồ côi. Tính thêm con đường nữa là cho mấy bà tư tưởng xong, mấy bà là khổ đau, gặp đàn ông bị bỏ rơi vậy, cuộc đời bà đã không còn phương hướng. Tôi vớt bà về không phải để cho bà ngồi yên đó đâu. Hiểu không? Mà bà phải làm cái gì cho tôi chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mà không phải làm cho tôi mà làm cho tư tưởng của tôi để bà được lợi ích. Nó là cái gì? Là bây giờ vớt bà về xong lo lắng cho bà đầy đủ, niệm ấm chăn im cho bà. Rồi xong á, bà đẻ con ra bà thương con bà thì bà phải thương con người khác bị bỏ rơi. Hiểu không? À, con của bà nó còn được hạnh phúc khi nó còn mẹ, con người ta còn không biết cha mẹ ở đâu, bị bỏ rơi, nên nuôi những đứa bé bị bỏ rơi là lấy những người phụ nữ đó để nuôi những đứa bé đó. À, ý nghĩa lắm quý vị. Việc làm này những đức nói bảo đảm đa phần những người phụ nữ và người đàn ông gì cũng thấy rằng đều phải chấp nhận hết. Thấy không? Chúng ta phan hãy dội vàng nói cái câu chê người ta ngu dại gì hết. Chúng ta hãy nghĩ một con người sống gặp khó khăn giúp đỡ được. Như bản thân chúng ta khi gặp sự cố khổ đau, nếu ai giúp mình, bản thân mình cũng sẽ vô cùng cảm ơn người đó. Nếu chúng ta không nằm vào vai trò người ta, mình chỉ biết là phủi đi trách nhiệm và phủi đi tình người với thi thú rồi. Nên những đứa nghĩ rằng nuôi trẻ em vậy, những đứa cũng có cách. Dù là mới đẻ ra nhưng mà những đứa cũng bắt ngày 4 thờ tu. Mới đẻ những đứa làm nguyên một cái dàn bàn hay hoặc là cái giỏng đưa tới đưa lui cho nằm lên đó hết, rồi bắt điệu niệm Phật một tiếng lên, rồi nằm đó khóc la gì cũng phải một tiếng. Ngày 4 thờ chứ không phải là các con á, ăn không ngồi rồi đâu. Ngày người ta tu được 4 thờ rồi có người hồi hướng phục nguyện đồ đàng hoàng. Từ nhỏ đó mà cho tới lớn thì biết bò biết lặt cũng phải yên vậy đó, cho ăn yên ngồi yên ở đó vậy. Thì tới khi lớn lên thì quen thật quen quen tính rồi tu luôn. Hiểu chưa? Nuôi trẻ em kiểu đó đó, sau này những trẻ em đó là những trẻ em không đơn giản đâu. Những con người đó sau này thông minh dữ lắm, và rồi là bắt đầu là dạy học, là bắt đầu mướn thầy cô giáo mà người ta lớn tuổi về hưu biết tu, đem về dạy tại tại cái nơi của mình luôn, dạy các cháu biết chữ luôn, không cho nghe điện thoại, không cho biết xã hội nhiều, mà nạp tư tưởng cho các cháu tư tưởng giáo dục thôi. Sau này những đứa đó nó lớn lên
tu luôn thì tốt, còn không tu luôn thì cũng là những con người không đơn giản cho xã hội, không tệ quý vị, hiểu không? Ăn chay từ nhỏ luôn, không có ăn mặn. Tư tưởng nhân đức là gì thế? Vậy đất đai hòa thượng đây rộng lắm. Nếu hòa thượng mà chịu mà đưa lên chương trình mà xây dựng cái cho Phật tử khắp nơi ủng hộ. Cái gì ở đâu à? Cái tư tưởng này đặc biệt quá mà. Nên làm. Tại vì cuộc đời của người sống ở cõi đời này nên làm cái gì đó trong cuộc đời này. Đừng nên sống những ngày tháng vô nghĩa. Nên có hoài bão trong cuộc đời. Dù chưa làm được, có hoài bão cho người sau làm cũng được. Vẫn là ý nghĩa, vì những đức có nhiều ý nghĩa vậy đó. Nên những đức nói mấy anh em trong chùa, những đức nói mấy anh em gặp những đức là thấy đặc biệt quá. Mừng. Gặp con người tính nhiều việc cho bản thân mình được làm. Nên cái đầu óc của những đức nó nghĩ nhiều gì cho con người. Nên nó nghĩ những cái việc mà nó tỉ mỉ nhất cho người ta. Thì từ nơi đó mà cái nhân duyên những đức là tự tin làm được là ngay chỗ nào. Giảng pháp được, hướng dẫn tu được, có duyên với công chúng, công chúng tin tưởng mình. Nó có rất nhiều mặt để mà cơ hội làm việc cho chúng sanh, ý nghĩa, đúng không? Đó. Nên cái đặc biệt của quý vị là nhất định phải duy trì cái hoài bão đời này, phải giảng sanh. Không giảng sanh không được. Tại phải vì cực lạc mới được. Vì thế giới cực lạc là một quốc độ đặc biệt. Mà mình làm hết lòng mình ở cõi đời này, mình cắm cái gốc, gieo cái duyên sẵn hết trong cuộc đời này, mình vừa về thế giới cực lạc, Phật A Di Đà ngài hỏi con, vậy là con về cực lạc chuyến này con về con có định đi nữa không? Xong nó bạch Đức Thế Tôn, con trở về đây rồi con chuẩn bị xách gói ra đi nữa. Nói à, vậy à, con đi đến quốc gia nào? Là dạ con có duyên đất nước Việt Nam. Con đến đất nước Việt Nam mà con ra ngoài Bắc chứ không ở trong Nam. Đó, thì Phật A Di Đà nói ngoài Bắc cũng khó truyền tịnh độ á con. À, thì giờ con có chiếc áo của Phật Di Đà cho con về ngoài đó được mà. Đúng không? Đó, nơi nào khó là khó, nhưng mà chỉ cần có chiếc áo thề nguyện là được. Quý vị phải nhớ nè, niệm niệm gì chúng sanh thì Phật Bồ Tát giúp mình. Mình chỉ cần vì người ta thôi. Phật Bồ Tát là vì chúng sanh, mà mình vì chúng sanh thì Phật Bồ Tát giúp mình. Nên những con người mà mình muốn đem cái pháp môn tịnh độ mà truyền bá ở cái vùng mà ít người tu tịnh độ, hoặc có người tu tịnh độ mà lại không có một đạo tràng để mà phiến tấn người ta tu, thì mình Phật tử ở khu vực nào đó phải phát cái nguyện cố gắng niệm Phật ở cái vùng đó cho tốt, thì tức khắc Phật Bồ Tát sẽ cử người đến chỗ đó để mà có một cái đạo tràng lớn mạnh ở địa phương đó, chuyên hoàng tịnh độ. Đúng không? Khi cái địa phương đó mà có đạo tràng niệm Phật mà chuyên hoàng tịnh độ mà giảng pháp thường xuyên gì á, là cái địa phương đó kiếp nạn sẽ hóa giải, hóa giải nhiều. Tại vì con người nghe đạo ăn chay niệm Phật nên kiếp nạn nhân sinh hóa giải đi. Cái vùng nào mà địa phương mà năm nào cũng có kiếp nạn thì cái địa phương đó nên có người tu cầu nguyện cái nơi của con, cái vùng của con không có một vị nào mà để giảng pháp mà gần gũi nhân sinh để cho con người ta được nghe. Có chùa chiền mà không ai giảng pháp, đem giáo pháp của Phật để giảng gần gũi chúng con nghe, dạy chúng con về đạo đức làm người. Con cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho một người đi đến đây mà có tâm đạo tu hành để dạy dỗ chúng con cái vùng địa phương này tu hành theo pháp của Phật để cầu giải thoát. Đó, Phật tử ở cái vùng địa phương đó đó cứ thường phát nguyện gì đó thì tức khắc nơi đó có người xuất hiện đến mà. Chắc chắn mình phải nhớ rằng chư Phật Bồ Tát không có bỏ chúng sanh, nhưng mà do ít có người hữu cầu là chân thật cầu nên nó không cảm với nguyện, nên không ứng được. Nó chỉ cần có người chân thật cầu là có sự cảm ứng đến. Thì phải nhớ rằng nơi nào mà địa phương mà chúng sanh mà khổ đau cùng cực là tức khắc nơi đó thế nào cũng có Phật Bồ Tát đến. Thì vị phải nhớ nghe, với cái nơi nào mà Phật Pháp thịnh vượng mà ít có người truyền chánh Pháp là có người đến. Tại vì cái nơi đó có nhiều người học đạo quá mà tội nghiệp người ta, nên phải đến để dạy. Nên quý vị phải nhớ rằng từ nơi đó mà mình là người Phật tử muốn cầu Phật Bồ Tát đến thế gian để độ sanh là cái tâm phải chân thật, phải tu cái pháp giải thoát, thì tức khắc cái nơi đó có người xuất hiện
để giúp mình, nó lợi ích cho địa phương. Mà nhiều người ở địa phương mình mà biết tu thì kiếp nạn nhân sinh địa phương mình bị gì? Nó quá giải bớt đi. Nó nên từ nơi đó mà mình mà được ngồi mà nghe pháp môn Tịnh Độ, rồi sống có hoài bão, rồi lại được tu hành hướng đến giải thoát, là thấy cuộc đời mình mừng quá. Quý vị phải nhớ rằng cuộc đời của người có giàu sang phú quý cỡ nào, nhưng nếu mình mà không có cái tâm tu giải thoát thì cuộc đời đến đây vô nghĩa. Nó vô nghĩa thật sự. Nếu mình mà được gia nhập vào ngôi nhà Tam Bảo, từ người xuất gia tới hàng cư sĩ, nên làm một cái gì đó đối với đạo pháp. Mình đã nói rằng cảm ơn Phật thì phải làm sao? Phải làm cái gì đối với Phật pháp thì mới cảm ơn Phật. Thí dụ như giờ quý vị cảm ơn những đức đâu có cầu quý vị trả ơn những đức vật chất gì, mà những đức chỉ mong quý vị cố gắng tu hành thôi, sống an vui tự tại để người nhìn mình mà người ta muốn tu, đó là báo ơn rồi đó. Phải nhớ đúng không? Nên mỗi một người mình mà báo ơn Phật là bằng cách nào? Người xuất gia tu đạo báo ơn Phật bằng cách nào? Nên chân thật hiện một cái tướng tu để làm cái hình tướng đó, để là để cho nhiều người tín tâm với Phật pháp. Thì báo ơn Phật bằng cách là đem giáo pháp của Phật để truyền tay cho người khác. Mà nhìn mình là người ta muốn tu à. Nên mấy anh em trong chùa như Đức có thường nhắc nhở, mấy anh em cố gắng tu an lạc nhiệt tình, mấy cô đều phát tâm phục vụ chúng sanh. Cái người mà nếu thật sự mà muốn đời này giảng sanh thì cực lạc á, mà bây giờ bỏ chúng sanh mà đi niệm Phật một mình để cầu sanh cực lạc, là cái người đó không có giảng sanh đâu. Từ khi cái người đó không có cái nhân duyên gì luôn á, nó không có nhân duyên với một chúng sanh nào, không có nhân duyên với một việc gì luôn giúp chúng sanh, thì người đó cứ tự tu đi, cứ lo niệm Phật để phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc, cũng là để tấm gương cho người. Nhưng mà mình đã có duyên giúp chúng sanh mà mình bỏ người ta, mình đi tìm chỗ nào mình tu mình là mình không có thành tựu đâu. Cái tâm đó sao thành tựu? Thì công nhận không? Đâu có thành tựu đâu. Đó. Nên duyên ở nào, hoàng đạo ở nơi đó, chân thật nhiệt tình. Đừng có lang thang, đừng có sống núi này trong núi nọ. Những đức có một ông huynh đệ, lúc trước mà đang ở chùa trên kia, tự nhiên dọt đi là nhà Phật tử. Những đức nghe nói bây giờ cũng quay về chùa kia lại. Những đức nói cái góc độ của người ta nó yếu ớt. Con người mình làm cái gì nó phải tính cho nó kỹ. Đã làm thì làm cho tớ, hiểu không? Người vậy nó đặc biệt. Mà tất cả quý vị là phụ nữ, vì cũng thích người đàn ông vậy. Người đàn ông đã không làm thì thôi, làm là làm cho tới cùng, chứ không có lừng chừng. Con người mình chỉ có cái mạng này thôi, giỏi lắm thì mắc mạng thôi chứ có gì đâu. Ai mà mạng không mắc? Hiểu được nguyên lý này thì bị gan liền có gì đâu. Ai mà không mắc mạng đúng không? Trời ơi, có giàu cỡ nào cũng mắc mạng thôi, có danh cỡ nào cũng mắc mạng thôi. Không chi mình tu sợ gì mất mạng. Một ngày chân thật thì cũng tròn vẹn với Phật pháp, còn hơn là trăm năm không chân thật. Một ngày nhiệt tình ngày hôm nay, tối chết cũng cảm thấy về Phật A Di Đà nói ngoan con, có một ngày cũng đủ rồi. Còn nếu như mình được trăm năm thì quá tốt, hiểu không? Còn một ngày chân thật cũng đủ nữa. Tại vì một ngày này tối con đi rồi, con chết rồi, vì thì sống rồi, vì con là viên mãn. Còn con 100 năm thì 100 năm cũng nhiệt tình, vậy cũng viên mãn. Một ngày cũng viên mãn mà 100 năm cũng viên mãn. Chỉ có kết liễu cuộc đời thì không viên mãn thôi. Là trốn tránh á. Thấy không? Tu hành á. Trong bất cứ cái khó nào thì từ đó mà thoát ra. Thoát ra được rồi mới thấy nó hạnh phúc. Mới thấy mình là người mạnh mẽ. Con người khi thăng tứ đại rã rời đâu có đơn giản. Nên mình lúc bình sinh mình phải luyện mình. Phải làm sao phải rèn mình. Phải gặp những sự khó khăn trở ngại mà rèn mình ở trong đó đó, thì sau này khi thăng tứ đại rã rời mình mới vượt qua, mình mới bình tĩnh. Nên những đức mới hướng dẫn quý vị là mỗi ngày nên tập chết một hai lần á, để rèn mình khi chết thiệt á thì lúc đó bình tĩnh, nín thở, nín thở, hiểu không? Quý vị coi, nếu con người mà khi mà nín thở mà gần chết á, mà khi thở ra được, quý vị thấy cũng mừng lắm. Nhất là gần chết mà được ai cứu, mừng dữ lắm, cảm ơn người ta dữ lắm. Thì con người mỗi ngày mà đang giận ai mà không xả được, nín thở thiệt đi cho nó chảy nước mắt gần chết á. Rồi lúc đó thở ra cái nói với mình gì nè: nếu hồi nãy mà không thở được là chết rồi, còn hơi sức đâu giận người ta. Bây giờ sống lại rồi giận chi, đúng không? Con người sống có hoài bão không, đi mang tâm giận hờn. Có ai nói giận hờn mà hoài bão không? Có ai nói đố kỵ mà hoài bão không? Có ai nói con người mình sống vì mình mà hoài bão không? Có. Cái hoài bão là vì người ta,
mà vì người ta nó mới vì mình. Phật pháp nó hay vậy đó, vì người ta là vì mình nè. À, những đức nói, những đức niệm niệm vì người ta, gió thổi từ phương nào tôi vẫn được mát. Ngộ ghê á. Mình niệm niệm vì người ta khắp nơi nơi, không biết gió thổi từ phương nào mà mình luôn luôn được mát à. Nên từ nơi đó mà cứ niệm niệm vì người ta là thấy mình hạnh phúc à. Niệm niệm vì người ta mà tôi đâu có hoang viên đâu. Cũng như bây hổm tới giờ người khiếm thị hình như họ nhắc rồi đó. Nên những đức cũng là đang suy nghĩ tới chương trình khiếm thị. Nhưng mà tôi luôn luôn là tùy duyên, chứ tôi đâu có đi cầu cạnh xin xỏ ai để làm chương trình khiếm thị. Chừng nào tôi có tiền thì tôi làm. Nào, chứ tôi đâu có đi làm chuyện phan viên. Tưởng nào có tiền rồi tôi thấy đủ duyên rồi tôi làm. Nên từ nơi đó mà cứ làm những việc gì mình có thể làm được. Cái đặc biệt là chúng chùa chúng ta bây giờ mỗi ngày bình yên, vui vẻ. Cuộc sống của họ đầy đủ, ổn định. Hôm qua mới lên thành phố mua đồ cho mấy cụ thường trụ, người khăn đồ này kia đồ, với đặt cho mai đồ cho các cụ người hai bộ. Bây giờ mấy cụ mình người hai bộ cũng nhiều đồ lắm quý vị. Đặt mai cho mấy cụ luôn. Bây giờ thấy mua đồ chợ là dài cục về cắt tùm lum. Bây giờ đặt đồ mai luôn, đo đạc đàng hoàng, rồi ghi tên ra đây quà đàng hoàng, rồi mai xong á, dán tên vô trong cái bộ đồ, đừng đi phát, đừng bị lộn. Chứ chúng ta mua đồ chợ về cắt xén tùm lum tùm la, bây giờ mai luôn cho người hai bộ đồ, hai bộ đồ. Rồi mấy thầy mấy chú phục vụ thì ai cũng đầy đủ hết trơn ơi. Nên Phật tử về đây hay Phật tử khắp nơi nơi nghe lời những đức, tuyệt đối chùa mình là không có cái chuyện mà quyên góp hay là cho tiền cho vật chất ai. Đó là hộ trì đó, cho quý thầy mấy chú mình trở thành con người không còn bị vật chất lôi kéo. Mình lo tu hành mà, hiểu không? Rồi mình mà sồn sồn vì chùa tuyệt đối không có nói chuyện với quý thầy mấy chú nhiều. Đừng có nói chuyện này chuyện kia, rồi ông nhờ cái này kia, đừng có dính vô nghe không? Nói cái gì cũng phải qua thầy hết á. Thầy nhờ tôi giúp, chứ thầy mà chưa nói tới tôi mới dám. Ông thầy nào cũng dữ lắm, ông biết bậy bạ là chết với ông. Xong nó nổi. Thôi mấy thầy mấy chú nói với thầy đi, tôi sợ thầy lắm. Thầy mà chu mỏ lên là sợ. Thấy ông thầy này ghê lắm, chú mỏ ông cắn bậy bạ chết mù. Sợ ông lắm, con không dám chú ơi, thầy ơi, nghe không? Nói vậy đó, tôi đừng có mà dính líu với ai trong đây. Tại vì đầy đủ hết trơn rồi. Nên để cho chùa mình nó bình yên. Như vậy thì không có đường nào đi đâu. Bây giờ đi tu trong túi không có một cắt đi đâu. Gán mà tu, tu được không được cũng thành được. Tại vì không có đồng cắt nào chân đi đâu bây giờ. 5-7 năm sau con người người ta ai cũng luyện được trong ngôi Tam Bảo rồi đi đâu. Ta quen nước quen cái ơi. Nên bất cứ cái gì cũng không có cho cái cô mình luôn. Không có mua cái gì cho cái cô mình chứ nghe. Mua cái gì cũng là đem lại đưa những đức rồi hỏi mới được mua, rồi chính bản thân những đức cho, rồi lúc đó nó mới thu lại con người thành một. Còn nếu mà ai cũng có quyền cho thì họ sẽ phân tâm ra, sau này có gì họ đi xin mình đó. Lúc đó là bị những đức biết được là xử lý mất công. Nên cái gì mua là đem cho, đưa cho những đức cho. Cái gì những đức cũng cho được hết trơn á. Bơm miền những đức cũng cho nữa. Trời ơi, người ta phải lo vậy đó, con người người ta nó mới quy mạng lễ A Di Đà Phật. Mỗi ngày quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin phát nguyện giảng sanh. Phát nguyện giảng sanh. Nên từ nơi đó mà phải quy về một điểm thôi. Vậy thì nó mới nên được thấy chùa không? Bên kia mấy vị coi 70-80 cô mà nó được yên vậy đâu có đơn giản. Trời ơi, tôi bẻ nanh không biết bao nhiêu cái nanh. Vì nghĩ dễ không? Không dễ đó nghe. Nhìn vậy chứ rồng rắn lẫn lộn nằm trong đó. Người thì họ chưa biết gì, nhưng người thì cũng sành sỏi ngoài đời, đủ thành phần. Nhưng mà luyện tập mà rèn luyện cạo lông lá đồ sạch sẽ không đơn giản đâu. Nanh đồ bẻ đồ ghê lắm, giết từ từ giết mỗi được vậy đó. 70-80 cô mà im re nổi nội bộ đều hòa thuận được, không dám đụng chạm gì hết trơn, không có quýnh lộn quýnh lạo, là cái chuyện này không đơn giản đó nghe. Cả vấn đề đó. Vậy thấy dụ những đức qua đây hợp mấy thầy mấy chú mà thấy mấy ổng ăn nho,
mấy ông ăn ăn mà mấy ông còn dư nhiều, xong nói chuyện chút mấy ông đâu ăn được đâu, cái gần nghỉ gì hỏi mấy ông còn ăn nữa không, mấy ông nói dạ không. Nhưng Đức nói vậy đổ vô bọc đem đem về. Đi xong rồi đổ vô bọc xách về toàn ten đem về cho mỗi đứa một hai trái nho. Cái đó không đơn giản đâu nghe mấy ông. Ồ, mình có thể mua ký này ký nọ ký kia, nhưng mà mình là người đàn ông hay là một người phụ nữ gì, mình đi đâu mình ăn cái gì mà mình bỏ vô túi mình một hai cái trái, trái chôm chôm hay trái nhãn đem về. Mình đem về cái mình cầm mình đưa cho vợ mình nói nè em. Mình nội mình thò tay vô túi mình lấy ra thôi là cái cảm động đó chết được cái chị vẫn chơi. Thật sự mà nói cái đó nó không có đơn giản. Dù như mua cầm cả ký 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 thì việc này bình thường quá, nhưng mà bỏ vô túi ý là ăn lúc nào cũng nhớ đến họ. Ăn ở đâu mà cũng nhớ đến họ nữa. Hiểu chưa? Cái đó nó mới ghê không dẫn đâu. À, mà mình thương người ta thiệt lòng chứ mình đâu phải là giả dối gì đâu. Tại vì người ta nhiệt tình với Tam Bảo, ta nhiệt tình thương các cụ, ta lo cho đại chúng mình qua đây giảng, ta nhiệt tình bên kia ta lo 700-800 người bên kia nấu ăn nấu uống lo lắng đàng hoàng, chị em hòa thuận thì tôi thương là đúng rồi. Nó nên nó đi đâu cũng bò mót lụm lặt sách gì. Đã là cái tính cái người đã nuôi chúng quý vị, thì như các cụ đây cũng vậy thôi. Những đức bây giờ Phật tử nào cũng dường cũng bỏ vô túi nhét cắt đem về lụm lặt về lo cho các cụ, rồi cùng chung tay hòa thượng xây chùa chứ làm gì. Cái tính đó chứ nó quen rồi, nó là mình lo cho chúng mà mình tính người tỉ mỉ. Nó giữa các cụ đúng gì, nó thấy bận đồ gì mà thấy mềm mềm tốt tốt nhẹ nhàng thì tự nhiên mình muốn may cho các cụ, lo cho đại chúng. Nó dụ như cái cô nó còn trẻ, nó tuổi trẻ nó mà vô chùa nó phục vụ chúng sanh, giờ nó đâu có đòi hỏi cái gì đâu, thì bây giờ chỉ có cuộc sống, chỉ có cuộc sống thôi, thì mình lo cho người ta đàng hoàng. Nó khi mà cái phòng của nó ở mà con gái, mày bị biết tu nó cũng là con gái chứ tu nó thành con trai đâu. Tu chứ như Đức gần gũi, như Đức thấy con gái vẫn là con gái thôi, nhưng mà có cái là cái tâm nó mạnh mẽ hơn gái bình thường ngoài đời. Nó đỡ ăn diện, nó không có ăn diện cái này cái kia lè lẹt, mà những Đức mà cho ăn diện nó cũng ăn diện nữa chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Ừ, con gái nó thích ăn diện gần gũi thấy rõ ràng luôn. Những Đức cho cái gì là thích nấy à, thì cái điều đó những Đức thấy rõ ràng. Nên phòng ốc ấy, những Đức dọn sạch sẽ lắm, cả mà chỗ ở mà những Đức còn vô những Đức dọn dẹp, những Đức coi giết sợ đâu có dám bày hay, nên phòng gọn hơ à, thấy chưa. Sợ mình á mà phòng sạch chứ mấy vị biết con gái con mình ở nhà bị coi, khi có một đứa mà cái phòng nó bị thấy không, nó liện nó nhét tùm lum tùm la. Những ngày tháng của nó mà nó còn bày hay, nó không biết giặt đồ, nó kêu mình giặt. Có nhiều đứa gái gì mà tại sao những Đức nuôi mấy cô nào cô nấy đều tự giác gọn ghẽ. Sợ những Đức, những Đức vô phòng mà thấy dơ là la chết mồ, mà thấy những Đức mà nhìn thấy dơ là sợ lắm. Những Đức không la tới cũng quá trời sợ luôn. Thầy những Đức lo vậy thương vậy mà làm sao dám bày hay, mà dạy kỹ hết chứ. Nên vô phòng là sạch sẽ. Quý vị thấy vô cái nhà bếp không, vô mỗi nhà bếp thì thấy đi, nấu ăn mỗi ngày quý vị vô nhà bếp thấy thì phải bếp có sạch có dơ không. Vì những Đức là từng là nấu ăn đi ra, nên bếp nút những Đức chỉ cần quan sát nhẹ thôi là biết liền những Đức là cái dạng gì á. Cái gì cũng biết chứ nha, không có gì giấu được chứ nha. Ở dơ là mấy cái điểm nào là những Đức biết hết trơn á. Chứ những Đức không phải như người ta mà đi tìm cái bên ngoài đâu. Nhìn những cái chỗ dơ của phòng ốc, những Đức nói chỗ này dơ nè, moi ra. Nên sợ thấy mồ, đâu có dám. Nên chỗ nào cũng phải dọn dẹp sạch sẽ. Nó cả cái giường mà chiếc chiếu trắng mà những Đức còn kêu mua cái gì lót lên nằm có khi ngày tháng bày hay. Rồi tới mức vậy mình nghĩ thì sao? Người đàn ông mà vậy thì người phụ nữ phải thích chứ. Thì nói người ta nghe. Thì ý muốn nói cho mấy ông, dù mình làm lụng thành đạt gì sự nghiệp trong cuộc đời, nhưng mà gia đình hạnh phúc là một cái việc rất quan trọng. Đừng có nghĩ rằng mình có tiền mà mình quên đi những cái việc nhỏ trong cuộc đời. Có những cái việc nhỏ nhỏ mà nó là thành công việc lớn. Chứ đừng có nói chuyện chẳng chơi. Việc nhỏ mà thành công việc lớn đó. Nó bây giờ mình kiếm tiền cùng cục mình đem về, nhưng mà vẫn là thấy khô khan cằn cỗi. Thua ơi, sống làm sao cái gia đình mình nó hạnh phúc á, mà gia đình hạnh phúc nó mới thành đạt sự nghiệp. Nên chùa mình nó bình yên được là do gì? Có nền giáo dục quý vị.
Mà nền giáo dục chân thật nhất là thương yêu. Thương yêu tận đáy lòng cho nó không có giả dối. Chứ không phải dùng người như vắt chanh vỏ vỏ. Mình sống mà sao vắt chanh vỏ vỏ được. Như mình là trái chanh mà người ta nặng mình xong người ta liền vỏ, mình coi được không? Bản thân mình cũng đâu chịu điều đó thì mình cũng không làm điều đó với người khác. Phải sống chân thật nhiệt tình với nhau. Cái điều sống này những Đức nói ai gặp mình sống chung mình ta cũng yên tâm. Mình sống thiệt lòng nha, nhiệt tình. Chỉ cần nhiệt tình là sống với nhau vui, đừng có giả dối. Nhưng mà với những người gì mà mình mà giả dối với người ta là mình kẹt lắm. Nó quay ngược lại 180 độ đó chứ không có chuyện giỡn dơ đâu nghe. Là mình sẽ bị cô đơn liền. Tại người ta sẽ không chấp nhận những người chân thật, thiếu sự chân thật. Đó là những điều mà những Đức lấy những điều đơn giản nhất chia sẻ cho vị nghe thôi, biết không? Nên áp dụng cái cuộc sống trong cái gia đình của mình. Bây giờ mà vợ chồng gì ngồi nghe thấy cũng có kết quả, đúng không? Vậy rõ ràng cái gì? Có nhiều người nói tờ ơi nghe thầy này giảng có thấy giảng cái gì đâu, chứ muốn giảng cái gì? Phật pháp là nó nằm trong nhân sinh. Nên ta nói rồi nhân sinh rõ ràng vậy mà còn không biết nữa. Không muốn biết cái gì không biết. Mà ngộ thay có nhiều người người ta không biết, giảng trên trời dưới biển người ta không biết thì ta nói hay. Người ta hay với cái người ta không biết. Còn cái biết thì cho bình thường, tầm bậy. Biết thì mới làm được, chứ không biết thì sao làm. Nên con người chúng ta hỏi, bây giờ nồi cơm để đó, muốn ăn cơm làm gì? Hỏi cái người thông minh, họ không trả lời. Họ nói không lẽ đi bới cơm. Còn cái người khờ thì nói, thì bới cơm. Nhưng người thông minh thì không chịu trả lời. Nghĩ rằng mình thông minh, không lẽ ai đi hỏi gì tầm thường vậy? Thì nồi cơm để đó muốn ăn thì lỡ bới cơm. Đúng. Chỉ có chuyện đơn giản vậy thôi. Mà người thông minh thì nghĩ cao xa. Pháp môn niệm Phật này muốn giảng sanh thì làm sao? Niệm Phật. Đã Phật Di Đà nói rõ ràng không chịu tin. Niệm danh hiệu ta tiếp giảng. Nói sao mà dễ gì? Mà Phật nói mà dễ gì? Phật đã nói là niệm danh hiệu ta tiếp giảng. Chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta tiếp giảng. Không có dễ gì đâu. Sao mà dễ ăn gì? Trời ơi, tu bao nhiêu chục năm nay khó muốn chết luôn mà còn không được cái gì. Mà sao mà niệm câu Phật hiệu mà về Cực Lạc? Mà về Cực Lạc là dứt sanh bổ xứ, ngang với Bồ Tát Di Lạc. Trời ơi, làm nó chuyện mơ hồ. Phật nói mà còn không tin. Cuối cùng ngu những Đức thì như Đức nói ngu gì không tin. Phật nói mà tin Phật đại đi. Những Đức tin 100%. Ai nói kinh giáo làm sao kệ mồ người ta. Tôi nói thiệt, kinh giáo mà sai chỗ nào là Phật Bồ Tát đứng chỉnh chỗ nấy. Chuyện này không phải chuyện của quý vị, đừng có lo. Kinh giáo bao nhiêu con người tụng đọc lời của Phật, mà kinh giáo nào mà sai là Phật Bồ Tát đến sửa liền. Đừng có lo làm chi. Còn nếu như Phật thiết hay không Phật thiết, chỉ cần ý nghĩa của Phật thì là Phật thiết. Y nghĩa bắt y ngữ, là y vào cái nghĩa lý. Giảng sao không biết, nhưng miễn sao giảng sao có tình có lý. Có nghĩa có tình là đạo của Phật. Thì đạo Phật là cái gì? Tình nghĩa chứ gì? Đạo nghĩa chứ gì? Bỏ tình nghĩa bỏ đạo nghĩa sao có đạo. Giảng sao không biết, miễn có đạo được rồi. Nói gì nghe nãy giờ bị thấy trong lòng bị thấy nhẹ không? Nhẹ sờn. Nó không có cái gì cho bị căng thần kinh chứ, đúng không? Đâu có gì căng thẳng đâu. Bây giờ con niệm Phật giảng sanh là niệm sao thầy? Thì Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Không phải niệm sao kìa. Vậy hỏi này vậy niệm sao? Niệm sao nữa? Ví dụ như tôi là thầy Thích Nhẫn Đức thì kêu tôi là thầy Thích Nhẫn Đức. Không phải kêu sao á, thì kêu sao cũng thầy Thích Nhẫn Đức à. Không lẽ bây giờ kêu thầy Thích Nhẫn Đức nhọn? Ai mà thêm cái chữ du duyên kỳ cục đi. Người ta là tên thầy Thích Nhẫn Đức thì kêu là thầy Thích Nhẫn Đức, thấy không? Rồi hoặc là Nhẫn Đức, các vị thấy kêu Nhẫn Đức cũng biết Nhẫn Đức nữa, thì kêu thầy Thích Nhẫn Đức thì Nhẫn Đức cũng biết Nhẫn Đức. Mọi vị gặp Nhẫn Đức vị kêu Nhẫn Đức cũng biết đây là Nhẫn Đức. Vậy thì Phật A Di Đà, vì Nam Mô A Di Đà Phật thì ngài cũng biết là gọi ngài. Vì A Di Đà Phật thì ngài cũng biết là gọi ngài. Thì đến lúc ngài đến thì ngài đến, đúng không? Đơn giản vậy thôi. Mỗi ngày cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có miệng có tâm,
thở là niệm là được, có miệng có tâm gì, đó là niệm Phật, làm sao mà biết có miệng không có tâm, vậy cái tâm của ai thấy? Ai thấy nó không có tâm mà ai thấy nó có tâm? Không lẽ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đúng rồi, người này niệm đúng rồi, có tâm niệm nên cái mặt nhăn. Còn cái người kia thì niệm hờ hợt, thì hờ hợt cũng A Di Đà Phật, mà nhăn mặt cũng A Di Đà Phật, có tâm cũng A Di Đà Phật, mà không có tâm cũng A Di Đà Phật. Nó có khác cái gì đâu, nó khác ngay cái sự phân biệt của quý vị thôi. Chỉ cần quý vị có tính tâm với danh hiệu Phật thì quý vị niệm, chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, quý vị muốn gì cực lạc thì Phật trước. Cái này ngài nói rõ ràng cho nguyện thứ 18, chứ quý vị muốn thêm cái gì nữa, thêm nữa thì khó. Còn ai muốn thêm thì cứ làm thêm, còn mình biết đủ, đủ thì là đủ. Quý vị nè, khắp nên ơi, vị từng nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không giảng, vị thấy ngài giảng kinh Vô Lượng Thọ chưa? Ngài mở rộng ra rồi ngài ốp vô là câu Phật hiệu không à? Mở rộng ra rồi ốp vô câu Phật hiệu không, đúng không? Nên bà giáo, cô giáo Lưu Tư Văn có nói rằng Hòa Thượng Tịnh Không giảng một tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ có 1-2 phút quyền thoại chi âm. Quý vị ngủ mất tiêu qua quyền thoại chi âm. Sắp sửa tới quyền thoại chi âm cái tự nhiên mất tiêu quyền thoại chi âm rồi, còn gì quyền thoại chi âm nữa. Còn tôi chơi quyền thoại chi âm xuyên suốt. Đúng không? Vì vô được liền. Chú có ngủ đi chăng nữa cũng được vài câu quyền thoại chi âm rồi đó. Nên từ nơi đó mà chúng sanh bây giờ mình giảng pháp á, mình không có giảng cái kiểu mà mở bài thăng bài kết luận. Tại vì mình mở bài nó nghe, thăng bài nó hiu hiu, kết luận nó ngủ. Bây giờ giảng pháp là giảng ngược lại, là mới vô kết luận, để nó thấy lạ lạ, nó vô nó coi cái là dính liền à. Rồi nó thấy mới vô kết luận dữ dằn quá, nó cố gắng nó theo dõi. Vậy mà được. Nên cái mà đưa hình ảnh trên mạng vậy nữa, để những câu sốc sốc một chút. Có người ta nó ngộ lắm, nó gà ngang nó nhìn. Niệm Phật được việc thù thắng, thôi tao niệm Phật được việc thù thắng ha. Bấm vô coi thử cái gì thù thắng, thì vô là nó nghe câu kết luận của niệm Phật được việc thù thắng gì. Rồi từ cái kết luận đó mình mở ra, vô mở ra thắp lại, rồi cuối cùng mình kết luận lại một cái nữa thì mới vô nó nghe nó dính liền. Con người bây giờ nó đâu có kiên nhẫn, ít có ai mà kiên nhẫn lắm, nên đọc sách bây giờ ít đọc. Người đọc sách là người kiên nhẫn mới đọc được. Người không kiên nhẫn họ không có đọc sách được. Nên con người bây giờ, nên Phật mới nói là niệm Phật thành tựu, là vì Đức Phật lọc lại cho mình thành một câu Phật hiệu. Và tự nhiên không ngày giảng ngày nói một câu Phật hiệu là Đại Tạng Kinh, một Đại Tạng Kinh là câu Phật hiệu. Nó thấy chưa? Kiếm chỗ nào làm thấy tiện thì cứ làm. Nó, nên những đức nói có sách vở chứ không phải giỡn đâu. Vì đọc trong sách vở Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân thì sẽ biết cái cách dạy của Ngài là làm cho vị tăng tính tâm niệm Phật và bổn nguyện Di Đà của Thiện Đạo Đại Sư. Đó là những cái tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc không đó. Nếu mà người niệm Phật trong thời cuộc này mà nghe về tín nguyện nó mới hừng hực cái tâm. Còn bây giờ có người bây giờ mà mở rộng quá nó không có nghe được. Chỉ cách này kia nhiều là nó lạc lối. Vì con người mình giờ quá bận biểu trong cuộc sống, nên cho mình nhiều quá là mình sẽ mất phương hướng của mình. Nên những đức ngày nào cũng nói câu, một câu nói hoài, câu Phật hiệu niệm đến cùng cứ nhắc hoài, quý vị kiên nhẫn nghe đi. Người ta giảng pháp khô hơi cạn tiếng mà kêu kiên nhẫn nghe đi, hơn năn nỉ. Thấy chưa? Ngày xưa người ta đi cầu pháp mà người ta đọc bài kệ mà bỏ thăng cho quỷ. Có một bài kệ tôi nghe, một bài kệ mà bỏ thăng cho quỷ. Còn mình bây giờ nghe pháp phải đi năn nỉ, rồi thêm mua bánh mì đồ cho ăn. Đúng là thời cuộc thay đổi, lòng người đổi thay. Rõ ràng quý vị, thời cuộc thay đổi, lòng người đổi thay, đúng không? Cái rõ ràng luôn, khác hoàn toàn. Nó ngày xưa mà nói mà thầy thuyết pháp, người ta quý trọng quá trời luôn.
Ta nghe nơi nào có một thầy ông thầy thuyết pháp là tàu người ta đi bộ, người ta đi. Ta đi bộ có xe đâu đi, ta lội lặn đường xá rồi, đi đường đồng nó đi mà đi kinh khủng luôn. Tranh thủ đến thì nghe pháp. Bây giờ vẫn nghe pháp mà leo lên máy bay xa hơi rồi chạy dù dù. Bây giờ bấm trực tiếp ở nhà nghe luôn. Khi mà ngồi nghe vừa ngồi uống cà phê chơi. Thầy giảng pháp vừa ngồi uống cà phê, vừa ăn bánh, vừa bữa cơm, đồ ăn nghiêu ngao chơi vậy đó. Khi mà vừa nghe pháp mà vừa nhịp chân nữa chứ. Nghe pháp mà nhịp chân thì bận quần đùi, bận đầm, bận riếp nghe luôn. Ghê lắm. Không biết có không. Ngồi người ta giảng pháp, người ta thấy quý vị ngồi người ta biết. Thấy không? Nên từ nơi đó mà thôi kệ, miễn nghe pháp được rồi. Chúng sanh trong thờ mạt pháp chịu tu cũng là quá mừng à, chứ không phải đơn giản đấy vị ơi. Không? Chịu tu cũng quá mừng rồi. Rồi từ từ lặng lặng mà đến, rồi tự hiểu à. Còn nếu không cho họ dình cái sợi dây để lặng lặng đến thì kẹt, họ buông dây. Nếu mình có tâm từ bi thì thôi cứ gieo, gieo cho tốt thôi, nhiệt tình hết mình. Nên quý vị thấy rằng là mình về đây mình nghe những điều đơn giản gì thôi, đơn giản như đang giỡn, nhưng mà không đơn giản đâu nghe. Đúng không? Quý vị nghĩ đơn giản mà chùa đông gì mà tao quản lý được. Đơn giản à. Nhà mình có 2-3 người mà chẳng ai phai cũ. Đúng không? Có khi có những người mình làm việc này việc kia bên ngoài đời ghê gớm, nhưng mà bước về nhà mình vợ nó hét cái chạy, vợ nó hét cái tuột cái quần. Có cái ông kia, ông kia ông làm quan, ông ở ngoài á, ông xử án quá trời luôn câu chuyện. Nhưng mà ông về nhà một cái là ông vừa bước tới nhà là tự nhiên ông lép dế, xong vợ kêu vô. Ông đi vô, vợ vừa bước vô là nó nắm lỗ tay ông, nó gịch. Xong nó la một cái tụ quần ông. Trong khi mà ông ngồi ông xử án, tao quay phong lẫm liệt. Vì mà về gặp bà đàn bà, gặp vợ một cái sợ hú hồn á. Rồi ông không nói được con cái ông gì chứ. Chỉ vợ ông nó quay ông vòng vòng, con cái ông không nghe luôn, nó tấp theo mẹ nó, ăn hiếp ông luôn. Thấy chưa? Không đơn giản mà trong cuộc đời này cũng có quý vị. Có chứ. Ở ngoài nhìn danh tiếng đồ ghê gớm, nhưng mà bước về nhà sợ vợ. Làm cho cái số phận nó ngộ ghê. Số phận nó kỳ vậy đó. Nên từ nơi đó thôi. Vợ mình sợ, nhưng sợ thì sao cho đúng nơi đúng chỗ. Chứ đừng có sợ mà nó nghe lời nó xúi dại xúi tầm bậy. Chữ cha mắng mẹ thì đừng có nên nghe. Nên cái việc mình đúng nơi đúng chỗ, nếu nó đúng đắn thì mình nghe lời chứ sợ gì. Đúng không? Nghe lời chứ sợ gì. Nó, cái điều đó thì nó quý lắm quý vị. Nên quý vị nghe gì rồi quý vị thấy rõ ràng Phật pháp áp dụng vào cuộc sống không? Áp dụng vào cuộc sống rõ ràng luôn. Nên mấy cô mà về chùa mình nhận được thấy cô nào cô nấy sáng sủa. Mà được tu viết rồi đơn giản bình dị, không biết nhiều mà biết niệm Phật. Cứ biết cái đạo nghĩa đơn giản mà làm. Đừng có cao xa. Từ bắt đầu từ cái nhỏ nhất mà gầy dựng để làm người cho tốt. Cái đó là đặc biệt nhất, còn nói cao xa đâu có làm được. Còn nói quy tắc của người xưa không có làm được đâu chàng ơi. Nói thì nghe kinh thiên động địa nhưng mà không có làm. Còn bây giờ mình nói cái đơn giản nhất nè. Bây giờ tập nói thật đi. Lớn nhỏ gì cũng nên tập nói thật đi. Rồi của người ta mình đừng có tham lấy của người ta. Rồi mình nên có tâm lễ phép biết ơn, nhiều thôi làm đi đó. Bắt đầu từ chỗ đó mà làm. Nhưng mà một câu vật hiệu này làm được nghe. Niệm Phật viết làm được đó. Viết rồi con người mình chân thật liền à. Rồi tự nhiên tiền bạc bạc chắc mình đỡ tham nhiều lắm. Những đức thấy rõ ràng ngày xưa những đức tham tiền đừng có nói nữa. Hồi xưa mà ngoài đời mà những đức có tiền cái những đức hung tiền quá trời. Mà nhiều người mình có tiền ngày xưa mình khi mình có cầm tiền mình hung quá trời luôn. Mình ham tiền lắm. Nhưng mà mình càng tu viết rồi tự nhiên mình biết dùng tiền. Biết dùng tiền chứ không có ham tiền quá. Có tiền để dùng tiền. Nó tự nhiên mình mới xả được tiền. Mà càng xả tiền thì càng có phước, thì càng có tiền. Không có thiếu quý vị ơi. Nhà Đức nói không có thiếu thốn gì đâu. Nên chùa của mình nhà Đức thấy dùng tiền rõ ràng luôn, không có thiếu. Khắp nơi nơi chúng sanh cúng dường. Nên nhà Đức nói của thiên trả địa.
Nó cứ là như thế nào đưa cho mình trả lại cho chúng sanh. Nó giống như trái cây đem là ào ào chia hết trơn. Trong một ngày đó, buổi sau sáng có nữa, đầy hết trơn, ngộ ghê. Thấy rõ ràng luôn, thấy chưa? Phật nói càng bố thí càng nhiều. Ôi chùa đông gì mà trái cây ăn xuyên suốt, ăn đầy đủ luôn, xuyên suốt luôn. Ba điểm chùa 1800 người mà trái cây ngày ăn mấy buổi cũng có ăn, ăn hoài ăn hết. Rồi xong đó, chia cho người ta ăn, cái chia cho người khác ăn, nó có hoài luôn quý vị ơi. Thấy chưa? Bởi vì cái tâm con người mình tu hành phải mở rộng cái tâm ra. Mình chưa có phước là do tâm mình nó hẹp. Tâm mình nó hẹp đó. Nhưng Đức nói cái đáng quý nhất, nhà mình có 3 lon gạo mà dám chia cho người ta 1 lon, cái này nó quý còn hơn là 100 ký gạo. Trong cái nghèo mà có tâm bố thí nó quý dữ lắm. Còn người ta quá giàu, người ta bố thí một phần nào thì người ta vẫn còn nhiều. Nhưng mình quá nghèo mà vẫn có tâm bố thí. Cái tâm bố thí đừng có mắc. Khi cái tâm bố thí mà nó có được thì quý vị nhớ là đời đời kiếp kiếp quý vị sanh ở nơi nào nó tiện tu. Vì nó có phước nó tiện tu hơn là khổ. Khổ quá khó tu. Nên hồi tối như Đức hợp với mấy anh em, như Đức nói một câu: thờ thế tạo anh hùng. Mấy anh em đi đến đây là thờ thế nè, tạo mấy anh em làm anh hùng. Bây giờ mấy anh em vô chùa này tu, mấy anh em không cần để xin xỏ ai cái gì. Hòa thượng xây chùa đầy đủ, tiện lợi cho mấy anh em có cái nơi cơ ngơ. Mà cái cơ ngơ này dễ đủ sanh. Người ta chạy xe ngang đường, người ta nhìn vô chùa này. Quý vị chạy xe ngang đường, quý vị nhìn thứ coi, dữ lắm quý vị ô. Nhìn khu vực này là có cái chỗ này à, nó dữ lắm, nhìn nó bự lắm. Rồi thêm cái nó thọc cái đâu mà mở gì đâu mà khách sạn lớn dữ cái trời. Nhiều người ta nghĩ vậy á, nhìn nó sang trọng cao cấp á. Rồi quý vị coi cái cơ ngơ dễ đủ sanh, nên người ta đến cái là tự nhiên người ta muốn ở. Nên như Đức nói những quan là bên đây cộng tu thường trụ được cơ yên. Tại vì bây giờ mỗi tuần những Đức đi qua đây giảng pháp rồi, chứ chủ nhật không có cho đi đâu hết trơn á, để ổn định đạo tràng. Tại Tùng Lâm cũng vậy. Còn bên hộ pháp thì để tự những Đức sắp xếp. Còn hai bên này phải ổn định vị trí con người, không có cho đi ra ngoài. Vậy thì đạo tràng sau này mới đặc biệt thành công. Vì bây giờ những Đức chia ra buổi giảng hết rồi. Bây giờ thứ năm là mỗi tuần là những Đức giảng bên Đại Tùng Lâm, cái nhà văn hóa bự lắm. Bây giờ mình tới chuẩn bị mua 30 cái loa bắt vô. Lễ chuyến này là tu đó 2 ngày, giảng pháp nó rộng thơm thoảng. Cái nhà văn hóa chứa bèo gì cũng phải 4.000, bự dữ lắm, rộng lớn. Đừng có nói nữa vì coi nhà văn hóa đó. Bây giờ là bắt lo được, nó bắt đầu là bữa đó giảng buổi rồi, giảng buổi thứ năm ở đây đại chúng chia ra hết rồi, chúng chùa ai cũng được nghe pháp. Nên bên nào ở yên bên ấy. Bây giờ mình còn khỏe, còn hơi sức, sau này già tính sao, thấy không? Còn sức khỏe mà, nhiệt tình luôn. Nên những Đức nói ở một nơi nó thành công lớn dữ lắm, đừng có đi vòng vòng chi. Nên những Đức nói đây là nói với thầy mình chứ không nói ai, nói với thầy mình cứ ở một nơi đi, nhìn từ những Đức nè, ở một nơi đi ít phiền não, ngộ ở một nơi ít phiền não lắm. Nó ít có danh lợi gì nhiều, nó ít phiền não. Ở một nơi mà có tiền xài hoài là được rồi. Ở nơi mà có tiền xài hoài được rồi, đúng không? Cái sức di dùng mạnh lắm chứ, nhưng mà có hoài quanh năm, lay quay cũng giờ hơn nửa năm rồi, đúng không? Nhừng 2 tháng 2, bây giờ là nằm vào mùng 7 tháng 5, tính ra là hơn nửa năm của người ta rồi còn gì. Cứ lai rai như vậy mới đây cũng hơn nửa năm. Rồi lay quay với Quan Âm 4 ngày, 17, 18, 19, 20 ngày âm lịch. Ôi ôi, gặp những cái cơ hội nghe, cái chương trình tu này cơ hội. Mấy cô trưởng đoàn phát động chương trình, quê hương xứ sở kéo đi 4 ngày 16 buổi thuyết pháp, lại 2.000 lại, ai mà làm cái kiểu này. Những Đức nói thiệt, sau này không có ai. Những Đức nói chắc ít có lắm. Trời ơi, 4 ngày mà 16 buổi mà lại 2.000 lại, không đơn giản đó vị ơi, hiểu không? Nên mấy người mang nghiệp phá thai, muốn cầu an, cầu siêu người thân rồi đó, muốn cầu siêu cho thai nhi đồ lỡ 4 ngày miên mặt, bây giờ là chuẩn bị đi, xin nghỉ 6 ngày chơi từng luôn, lại 4 ngày, còn mấy ngày kia ngồi nhịp chân để hưởng sự an lạc. Hiểu không? Nó thử đi rồi quý vị, tu đi xong tâm trạng quý vị nó an lạc cỡ nào, tuyệt vời lắm. Nó 4 ngày đó,
Từ nơi đó mà lay quay tới bây giờ còn có tháng mấy nữa tới rồi. Nó rồi lay quay cái rồi tới Du Lan 3 ngày. Du Lan nó nằm ngay lễ luôn. Một tay, hai tay, ba tay là 3 ngày nghỉ lễ, một ngày nghỉ bù là 4 ngày. Đúng là năm nay vô mánh đấy ghê. Quá trời vô mánh luôn. Tôi nắm bắt cơ hội ghê lắm. Vô mánh mà, nắm bắt cơ hội. Nên từ nơi đó Du Lan xong rồi tới gì? Di Đà hả? Di Quan Âm nữa. Ôi, Di Quan Âm nữa. Di Quan Âm xong Di Đà. Di Đà xong sắp sửa về nhà. Phật thành đạo là về nhà. Nên từ nơi đó bị coi quá trời chương trình đúng không? Nó cơ hội. Cái người nào đến với cuộc đời này mà ta nhiệt tình hướng dẫn bị tu, mà nó lại tập trung về điểm rộng rãi không à. Quý vị mà dẫn người đi tu biết được ba điểm chùa của mình, mà ba điểm chùa lớn nhất của Hòa Thượng xây. Nói quý vị coi, mình được đi tu biết ba điểm chùa mà người già về đây là có cơ hội nữa. Cơ hội người già về đây là được nương tựa ở tu luôn nữa. Ôi ôi, ở đâu mà không. Có cái cô kia bữa đó, thằng con nó vô chùa, nó nghe nói trong chùa lo cho người già, lo từ A tới Z lo hết. Con nói ở đâu mà có cái chuyện này xảy ra? Mẹ nói có. Xong được, để con đưa mẹ vô chùa đó thử. Vô hỏi nó, vậy là thật vậy luôn hả thầy? Chứ không lẽ giả. Thật vậy chứ giả gì? Hiểu không? Mấy vị thấy không? Bây giờ nhà cửa Hòa Thượng cắt gì? Vô ở. Rồi cuối đời hộ niệm, niệm Phật đưa tiễn đi. Vị thấy ở đâu mà đặc sắc kiểu này trời? Không có đâu vị ơi. Đúng không? Đó. Nên từ nơi đó mà đây là nhân viên hy hữu khó gặp. Có nhiều bà già mà cả đời của bà mà ở cái nhà quọt quẹt, bây giờ vô ở nhà thang máy chạy dù dù. Có nhiều bà mà mới vô đi thang máy, tự nhiên bà đi vừa đi xong bà làm nè. À cha, à cha. Yếu chim quá. Nhiều bà mới ngủ ghê. Đi vào đây. Yếu chim quá. Nặng á. Đi lên tự nhiên bà lên. Cái gì á? Yếu chim quá. Đi xuống bà cũng làm gì nữa. Mà thời gian bà mới quen mấy vị. Thời gian mới quen. Ngủ thế ghê. Không những đức viết, bây giờ cái chữ tim không nói được quý vị. Chắc phóng sanh chim viết bây giờ nó quen. Toàn là phóng sanh chim không à. Bây giờ tự nhiên không có nói chữ tim được. Nó nói được, nhưng mà khi nói ra câu mà yếu chim là nó thấy chưa. Ngộ ghê. Thấy không? Nên từ nơi đó vô đây ở mà được gì vì thấy không? Nó hạnh phúc ghê. Nên những người già mà còn khỏe vô ở tu, ở mình nương tựa gì mình tu hành để cầu giải thoát. Đó, nên mấy cô đồ ta khỏe, ta nhiệt tình, ta lo cho mình. Những người trẻ trẻ mà muốn đi tu tàu, đây là cơ hội đó chàng. Nó mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê đồ đó, vô. Nó hôm qua gặp cô đó, lỡ khóc hút hít, dẫn thêm hai đứa con. Dạ thưa thầy, con 33 tuổi, chồng 46 tuổi, chồng đang khỏe ngon lành, tự nhiên té cái rầm chết queo cho thầy. Sao kỳ vậy thầy? Những đức nói, tại ông chết chứ sao kỳ. Tự nhiên chết hỏi sao kỳ. Mình cũng vậy thôi, đến lúc mình chết thì mình chết. Nhưng con người mình không có tu, khi mà thọ mạng mình đến, là đầu trâu mặt ngựa đến, ta xiết cổ mình, ta kéo mình đi. Ta lỡ ta bắt hồn mình đi, té cái rầm le lử. Vậy nó muốn chết nó chết à. Con người sống trong cuộc đời muốn chết chết à. Thọ mạng đến là chết, mình đâu có biết đâu. Hiểu không? Ai có ai biết thọ mạng mình không? Bây giờ mình muốn chết là mình chết thôi. Nên từ nơi đó có gì đâu kỳ. Nó xong rồi lỡ nói thầy bây giờ cầu siêu giùm. Nói được cầu siêu thì cầu, nhưng mà cô cố gắng niệm Phật rồi hướng cho chồng cô nghe. Nó nhìn qua thấy đứa bé nó nghe pháp mình ở nhà, bé nhỏ nó gặp, nó nói thầy trong tivi. Sau những đứa biết gia đình này cũng có nghe mình giảng, những đứa mới quay qua, những đứa nhìn bà vợ 33 tuổi nhìn thấy cũng còn coi được. 53 tuổi rồi, vợ người ta thấy còn có được ghê. Thấy đẹp. Thì mình quay qua mình nói, mặt mày sáng sủa quá. Bả làm rồi nè.
Mắc cỡ quá, tưởng đâu ông thầy này dê. Đúng không? Mình nói câu đó mình chưa nói câu sau. Mình nói cô còn sắc diện coi được quá. Có hai đứa con, chồng cô lúc sống cũng thương cô nhiệt tình đúng không? Ảnh có tình có nghĩa đúng không? Tại vì vợ đẹp chắc ông chồng này 46 tuổi thì chắc thương vợ, vợ trẻ mà. Mình đánh tâm lý chỗ đó thôi. Bà nói ủa sao cái gì thầy cũng biết đó. Tôi mà gì mà không biết. Xong Nhân Đức nói rằng cô cố gắng gần chùa những ngày chủ nhật đến tu, để cái tuổi của cô nhìn được nó vô thường của chồng cô mà cô cố gắng. Dù có cực khổ cũng cố gắng nuôi hai đứa con, đừng có bước thêm bước nữa. Vì bước thêm bước nữa nó khổ, mà nó mất đi cái danh tiếng của người phụ nữ mình. Thì chồng cô thương cô quá nhiệt tình, bây giờ mà có hai đứa con nữa, cô có chồng có chừng con cô nó khổ. Nên cô cố gắng gần chùa cô mới không bước thêm bước nữa. Hoặc cô nghe Nhân Đức giảng. Còn nếu như mà cô mà không gần chùa mà cô cái kiểu ăn diện kiểu này chưa qua 49 ngày coi chừng có chuyện. Nhìn đẹp mà mặt mày mặt hoa da phấn, chắc là chồng thương yêu, không có làm lụng gì nhiều. Mình nhìn mình đâu có ngờ mà cái bà này là chồng bà chết đâu. Nhìn mặt tươi rói, nói mình khuyên mình nói cố gắng, thấy cũng gật gật đầu mà không biết có chịu nổi không. Ghê lắm. Xã hội mà chết khóc khóc hu hu vậy đó. Chưa qua 49 ngày kiểu mà nó đang buồn á, đi vòng vòng chơi đâu, kiếm chỗ này chỗ kia ngồi đâu, buồn buồn á, ngồi mình nguy hiểm. Thà vô chùa mình ngồi nhưng mà không sao. Ngồi mình nguy hiểm á, vô chùa mình ngồi không có sao. Hiểu chưa? Vô chùa nghe Nhà Đức giảng pháp đồ này kia là tự nhiên cái tâm nhìn thấu được vô thường, không có bước thêm bước nữa. Chứ ở ngoài đời lặng lặng đủ cà phê đi chơi là dính đó. Là khổ. Người phụ nữ vậy tiêu. Đời mà nó hiểu rồi tìm thêm chi nữa cho nó mệt. Nên tôi khuyên mấy cái bà mà xa chồng cố gắng đi, đừng có bước thêm bước nữa, mắc mặt lắm. Quê mắc mặt quê lắm đúng không? Nó sống vậy đi, mà sống vậy nó đẹp. Không có chồng nữa nó đẹp lắm. Tại vì mình một mình lo cho con, rồi mình muốn ăn diện chút đỉnh gì kệ mình. Kệ. Tôi không có chồng nhưng mà tôi dọn dẹp cho gọn ghẽ được không? Cho mấy thằng trai nó mê chứ. Thấy đẹp quá mà không chịu đi có chồng nữa không? Không có chồng tao ghét chồng lắm. Tao không có chồng nữa đâu, thấy không? Nhưng mà tao ăn diện gọn ghẽ, có được chút chứ không có tệ. Thấy không? Vậy rồi sống vậy nuôi con đàng hoàng. Không biết quý vị thấy nói thì mắc cười nhưng mà có tình có lý bộ. Khuyên tao đừng có chồng nữa mà. Nó nên mà nhưng mà phải gần chùa không có chồng nữa. Coi cô kia, cô kể câu chuyện hay ghê. Cô nói, thầy ơi thầy, con có cái việc kể cho thầy nghe, để thầy kể cho Phật tử nghe. Con hồi xưa dự định là không có chồng đâu thầy, là đi tu. Cuối cùng đi theo nhóm nhóm đi tu. Cái con anh chàng, anh thương con, cái anh nhào vô, cái anh nói, anh cũng thích tu lắm. Cái đi tu, đi đường tuần, xong đi lại Quan Âm ngàn lại. Rồi xong cái gì cái tỏ tình thương con. Anh nói rằng anh cũng biết tu mà em cũng biết tu. Nếu hai đứa mình đến với nhau thì chắc chắn là hạnh phúc. Anh lo cho đàng hoàng không có tệ đâu. Tại vì anh biết tu, anh hiểu sâu nhân quả, không có sao đâu. Rồi xong cái bà này nhìn thấy cũng được, coi đẹp trai mầm mống phát tâm. Hổm thì niệm Phật phát tâm cầu sanh cực lạc. Bữa nay thì bà phát tâm tình cảm. Cuối cùng cứ phát sao về có cái đứa con. Nó đâu có đi tu nữa. Bà nói là về cứ xong là nó nghỉ đi tu luôn. Bà hỏi ủa sao hồi đó anh chịu tu đồ này kia, giờ cứ xong nghỉ đi tu. Nói hồi đó tại vì muốn cứ mới đi tu. Thấy em thích Phật Pháp nên nhào vô đi chung với Phật Pháp. Bây giờ lấy được rồi tu làm chi. Cuối cùng đi nhảy đầm không? Kinh khủng không? Te tu. Nên nói cho mấy bà biết. Cái kiểu mà đi tu chung chung đồ mà thấy thằng ông biết tu đồ này kia. Mà gỡ tình đồ nó thôi 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 cha đi ra tu ghét. Thầy Nhà Đức cũng giảng hết trơn mà dòng do tam quá tù lao. Mình nói thẳng vậy đó. Đừng có nói dòng do. Lỡ gỡ tình chọc ghẹo khiều móc. Đi ra tu ghét. Gì đâu. Lỡ nghe thầy giảng hoài mà nói chuyện gì cho một chỗ mà chết bây giờ.
Từ hôm nay mà lại gần tôi mà đùa đùa cái đó, wow vô mặt. Mình mà làm vậy đi, sợ thấy mồ tránh chỗ khác, hiểu không? Tôi nói lần này thôi, mai mốt tôi không có nói nữa đâu, thấy không? Đừng có kiểu này, nghe chưa? Dù tôi có chồng rồi chứ, chứ tôi không có thích gì đâu. Để cho tôi sống như vậy để nuôi con. Mình làm vậy đi thì ai dám đến gần mình? Cái kiểu như mà người ta đưa quà, đưa cáp, đừng có nhận quà cáp của ai chứ, nghe chưa? Mình là người phụ nữ, đừng có nhận quà cáp của người ta. Nhận quà cáp của những đức là được. Người đức cho gì thì nhận được, còn đàn ông cho đừng có nhận. Cho phải mì, phải lan cũng đừng có nhận. Hiểu không? Nhận của người ta là phiền phức. Không có cái gì mà cho không hết chứ á. Hiểu chưa? Nói đừng có nói mà sinh nhật, sinh gì mua bánh kem. Thôi tôi có quyền tôi mua bánh kem cho tôi ăn. Tôi vô chùa tôi tu cho tôi có ăn bánh kem của ai cho nghe. Tôi khổ vì cái bánh kem này ngày xưa rồi. À, đem cái bánh kem này ra là tôi nhớ tôi hận thù á. Trời trời sao kỳ cục cái trời. Tôi mua bánh kem mà sao bị chữ quá trời. Đem bánh kem về nhà ăn đi. Tôi có để đây. Tôi không có ăn đâu. Đừng có dụ dỗ tôi. Nhớ nói vui vui nhưng mà sự thật nó vậy đó. Hiểu chưa? Đừng có bao giờ mà đàn ông cho đồ mà đi nhận, nghe chưa? Phiền phức cả đi tu mấy cô mà những đức còn cấm thì đó không không có cho nhận đồ quý thầy mấy chú cho luôn. Chó này chó kia là không có nhận. Mà mấy chú mấy thầy chùa mình không có cái gì mà dám đi mua đồ mà tặng cho mấy cô, những đức biết được những đức cũng xử lý luôn. Không có tiền tiền đâu mà mua. Đúng không? Tiền ở đâu có? Điều tra ra sạc te tu luôn. Tại đâu có tiền. Nó không có tiền mà lấy tiền đâu đi mua. Tôi bị xử chứ sao. Một mình tôi mua cho mấy cô thôi. Để nó quy về một người. Nó... à, vì thấy cái sức quản lý của những đức không? 10 năm mà các cô mình có ai mà đeo mấy ba lô ngược không? Quá thành công, nó chuyện dẫn chơi hết trợ. Đúng không? Gặp mà tôi mà bê bối như người khác mà bỏ thí bỏ đại có chuyện á. Đừng nói chuyện dẫn chơi, nghe tu tu á. Nó tu thì nó tu, cái chỗ nào nó tu, còn có chỗ nó không có tu. Cẩn thận, nghe không? Nên cả mấy bà mà đi đòn đòn chung này tôi nhắc nhở vậy đó, tôi nhắc chân thành đó. Trong cái cuộc đời này tôi hiểu biết nhiều lắm. Hiểu chưa? Nó lên nó lễ Phật 2000 lại đó, nhưng mà nó lễ xong cái chuyện lấy lòng mình á. Xong nó tỏ tình. Mình ngộ lắm. Thấy tội nghiệp. Cũng vì tội nghiệp mà khổ đó. Thấy đàn ông mà đi tu đồ tội nghiệp đồ. Thấy tội nghiệp. Cái kiểu mà ông thì xa vợ, bà thì xa chồng. Xong cái lễ Quan Âm đồ đi tu chung đồ giết thấy tội nghiệp. Người nào cũng, người thì gà trống nuôi con, người thì gà mái nuôi con. Hai người muốn gáp lại thành cái nhà này, cùng một đàn gà. Nhưng mà nó gáp lại xong rồi lúc đó nó bỏ gà mẹ gà con chạy tá lả âm binh. Cái kiểu mà nói chuyện kiểu đó bị trả lời liền nó thôi. Gà tôi nuôi. Gà ông nuôi. Tôi sợ lắm. Đừng có dụ dỗ nha. Không? Đừng có nói chuyện giỡn, nó nói thật á. Nó nói thì tình lý lắm mà về nó không có nhập đạt đàn gà đâu. Mà nó đá nhau. Gà mình với gà nó đá ịt ịt vậy đó. Nó hiểu chưa? Nó làm cho lộn xộn đàn gà. Thà bây giờ gà mình giữ đi. Gà anh giữ, gà tôi giữ. Mỗi người lo chuyện của mình. Không có phụ ai, tôi mệt tôi không cần ai phụ chứ nha. Tôi cứ cố gắng chịu khó chịu cực vài năm nữa con tôi lớn hết rồi. Lúc đó tôi được cái danh tiếng là cái gì? Xa chồng tôi không bước thêm bước nữa. Hiểu không? Dạy gì đi chi tầm bậy. Hiểu không? Còn rủ đi uống nước, con hột é, nó thôi mệt. Vô chùa uống cà phê. Uống nước chùa ngon hơn. Tôi sợ hột é lắm. Ngày xưa tôi nói cho ông biết, cũng vì cái ly hột é này nè. Mà tôi khổ mấy đứa con. Bây giờ tôi nghe tới hột é là tôi xử ông. Trời ơi, sao cái gì cũng dính hết trên cái chợ. Cái thằng ngày xưa tôi nó ghê gớm mày. Bánh kem cũng dính mà hộp é cũng dính.
không? Nên từ nơi đó mình sốc lại, chạy mắt dép hết. Đừng có một ly hột é cũng không uống nữa. Một lần hột é thì lần sau hột khác. Phiền phức, nghe không? Không có một ly nước gì chứ nghe. Mình là người có chồng rồi, thôi tránh xa. Hãy tránh xa đi, đừng đến gần. Nguy hiểm lắm. Hiểu không? Nghe không? Mình phụ nữ thì có chồng có chồng, nhưng mà tao nói chuyện với mình mà vẫn giỡn, vỗ dây, khiều móc. Ê, dâu râm kế bên nè, xanh mặt xanh mày không biết, đúng không? Nà. Còn mình Phật tử mà đi về chùa mà gặp thầy nói chuyện mà lả lơ tình cảm, nhắn tin rồi. Nhắn tin là một phát, thầy là người đi tu thì thầy dùng văn tự cẩn thận. Một câu một thôi rồi, từ đó là sao? Sợ mắc dép. Ai mà dép? Quý vị thấy có bao giờ như thức nhắn tin với quý vị cái gì không? Có xài điện thoại đâu nhắn tin. Vừa nhắn xong chờ tin nhắn. Phiền phức, thấy chưa? Có bao giờ nhắn tin nha, tôi giảng trên buổi giảng thôi. Tôi nói gì nói trên buổi giảng nói chung. Tôi không gặp ai riêng biệt, không có nói chuyện với ai. Nhắn tin, tầm bậy ai mà nhắn tin. Nên những đức nói với mấy thầy mấy chú chùa mình, giỡn bậy bạ nhắn tin có ngày nó quýnh mà chết. Gặp ngay con nhỏ chồng ghen. Mình nhắn bậy bạ lúc chồng nó đang cầm điện thoại. Thôi thôi, tao coi điện thoại nó, thằng nào nhắn tin cái gì thích những đức hết mày chết. Tìm kiếm nó xử lý mình liền chứ sao. Bậy bạ dạy nên nó mấy thầy mấy chú chùa mình tuyệt đối. Từ khi người ta gọi điện thoại là mấy anh em cầm điện thoại là ban tổ chức của chùa, chứ cái chuyện mà nói mà điện thoại nhắn tin tầm bậy tầm bạ người ta có ngày bị quýnh á. Đừng nói chuyện giỡn chơi, việc gia đình người ta mình phá vỡ gia can gia đình người ta. Hiểu không? Nên chùa mình là không có cái chuyện mà nói là điện thoại cho phái nữ đâu, mà nói mà xin tiền xin bạc đó. Chuyện này mình là người đi tu, gặp trường hợp thì tránh đi. Đàn ông là không có gì, đàn ông là không có xin tiền. Đầu đội trời chân đạp đất, sống mà khổ thì khổ, phải cố gắng chứ không có nói là xin tiền xin bạc ai. Hiểu không? Từ cái lối sống đó của mình không có tệ. Nên quý vị nghe rõ ràng hết trơn rồi. Mấy bà mà còn bị dính thì gán chịu. Nó dặn kỹ quá trời mà, hiểu không? No. Nên phải nhớ cái hoài bão cuộc đời là niệm Phật giảng sanh. Thì trong cái cõi đời này nó không có lôi kéo được mình. Còn mắc đi cái hoài bão niệm Phật giảng sanh là cái cõi đời nó áp bức mình. Phải cẩn thận. Nên đây là những điều mà Như Đức chia sẻ. Quý vị nghe rồi nghe lỡ đi rồi để ý. Con người nó phải có cái đầu mối chính để dằn cái cuộc đời của mình. Đừng có bao giờ lơ lỏng mà mình rớt đài. Tu đông mà rớt cũng nhiều. Phải cần được sự nhắc nhở. Một ngày hai bài giảng đó nó hay lắm á. Cố gắng mà được sự nhắc nhở đi. Không có thối tâm đâu. Nhớ nghe. Thôi nguyện gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này khẩm tất cả tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.